tặng nhau nhé. Hôm nay bên mình có nhận một chiếc, chiếc này là chiếc Ford Ranger rất to đấy. Thì cái vấn đề chủ xe gặp phải là anh ấy ngồi cái ghế gì nguyên bản nó ngắn đấy, mà nó không có cái nó anh muốn mà cái chân anh thì dài ở đây, nó cái phần nâng đỡ của ghế gym nó không đáp ứng được, nó sẽ có một cái độ hẫng nhất định khi mình ngồi đó. Tại nhà anh ấy ngồi anh có xe sang, ví dụ như anh có con BMW 750 thì nó có cái bệ lưng thỏa thụt ra nguyên bản của xe đấy, nó sẽ thỏa thụt ra, nên anh yêu cầu mình đổi bệ lưng thỏa thụt này nhé. Đấy, thì hôm nay mình quay clip cho anh em xem. Đấy, đây cũng là một dòng để giải quyết nỗi đau của các anh chị em chân dài nhé. Ok, thì đây là cái phần bệ lưng này mình làm xong rồi này. Thì đây khi nó thụt vô thì nó sẽ về vị trí cũ, thỏa ra thụt vô nhiều lắm nhé, được cả 8 phần nữa nhé, rất nhiều nhé. Đấy, còn đây là phần kết cấu cơ khí. Đấy, mình xô ra cho anh em xem luôn. Đó là phần cơ khí, thì mình thử cho anh em xem này, cơ khí hoạt động này. Đấy, đây là khi nó thụt vô này, mút của mình nó sẽ kết nối lên cái mặt ghế này. Motor chạy rất êm, hành trình chạy thì không có hiện tượng rung lắc này, rất cứng này anh em. Nó vì hệ thống đường dây mình sử dụng là toàn bộ đường dây của máy CNC nên cái độ khít cộng với độ rơ của nó gần như là không có, rất cực kỳ chắc chắn luôn. Đấy, motor cũng nhập khẩu rất đẹp. Đấy, đây là cái mâm để hoàn thiện, thì khi hoàn thiện nó sẽ như thế này. Đó, anh em có thể xem. Thì khi cái phần này nó trượt lại nó sẽ về đây, nó đỡ này. Thì những cái option như thế này thì chỉ cái dòng xe sang mới có nhé. Các dòng xe nhiều tỷ đồng đổ lên thì nó mới có cái sản phẩm như thế này. Đấy, thì anh chị em đang chân dài đấy, mà muốn ngâm cứu đến cái món này thì có thể liên hệ với mình nhé. Đấy, cảm ơn anh em.